Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ tư ngày 16 tháng 10 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình thời sự hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Nhân ngày truyền thống công tác kiểm tra 16 tháng 10 phản ánh về vai trò kiểm tra giám sát trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Thống nhất chương trình kỳ họp cuối năm Hội đồng nhân dân tỉnh. Đấu giá đất tạo nguồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao. Bất cập trong quản lý trật tự xây dựng đô thị. Hôm nay ngày 16 tháng 10, 76 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng, đội ngũ được coi là thanh bảo kiếm trong xây dựng chỉnh đốn Đảng. Sáng nay tại trụ sở tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy tổ chức giao ban 9 tháng năm 2024 với sự tham dự của đông đảo cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Quang Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy. Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, tháng 11 năm 1949, tỉnh ủy Hưng Yên chính thức thành lập Ban kiểm tra tỉnh ủy, nay là Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy. Từ một ban kiểm tra Đảng của tỉnh ủy với 3 đồng chí đến nay, toàn đảng bộ tỉnh có trên 320 ủy ban kiểm tra các cấp với hơn 1.300 cán bộ. Nhất là từ khi tỉnh Hưng Yên được tái lập đến nay, công tác kiểm tra trong đảng bộ tỉnh luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định theo tinh thần kiểm tra của Đảng phải đi trước. Thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và giám sát chuyên đề. Trong đó, tăng cường kiểm tra giám sát cấp ủy viên cùng cấp, tập trung vào lĩnh vực phức tạp nhạy cảm dễ để sinh tham nhũng, lãng phí tiêu cực, được dư luận xã hội quan tâm, qua đó góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, tổ chức Đảng cấp ủy các cấp ở tỉnh Hưng Yên kiểm tra chấp hành đối với gần 9.600 đảng viên, gần 4.300 tổ chức đảng, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm gần 130 đảng viên, 16 tổ chức đảng, thi hành kỷ luật gần 1.400 đảng viên, 28 tổ chức đảng. Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm trên 1.100 đảng viên, trên 290 tổ chức đảng, thi hành kỷ luật 350 đảng viên, 7 tổ chức đảng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Quốc Toản đánh giá cao những đóng góp thầm lặng của ngành kiểm tra Đảng, góp phần quan trọng trong thành tựu chung của tỉnh, công tác kiểm tra giám sát khắc phục được nhiều hạn chế. Số lượng các cuộc kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo đạt kết quả cao, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực vấn đề phức tạp được dư luận quan tâm. Công tác xây dựng ngành với việc thực hiện luân chuyển cán bộ trong hệ thống có nhiều kết quả nổi bật. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu cần cập nhật một số nội dung mới như luật đất đai 2024, quy trình đầu tư công, lĩnh vực xây dựng cơ bản, tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập. Chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, nhất là các địa bàn đơn vị có biểu hiện mất đoàn kết, các lĩnh vực nhạy cảm phức tạp, dễ nảy sinh tham nhũng tiêu cực, kịp thời nhắc nhở chấn chỉnh hoặc đề xuất kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Kiểm tra đất đai thì phải biết công tác quản lý đất đai người ta đến đâu. Tại sao người ta quản lý đất đai thế này mà không quản lý đất đai thế kia? Thì chúng ta phải có căn cứ. Đáng lẽ là 225 có luật đất đai có hiệu lực nhưng lại có hiệu lực từ mùng 1 tháng 8. Thì các đồng chí cập nhật đến đâu? Mà trong khi đó các đồng chí đang giải quyết những vấn đề liên quan đến đất đai địa phương đây. Hai nữa là chúng ta đi giám sát đầu tư. Thì bây giờ chúng ta chỉ hỏi đơn giản là quy trình đầu tư công thế nào? Thế đồng chí căn cứ vào đâu? Luật tài chính để chúng ta xác định nguồn vốn. Rồi nếu mà ví dụ là làm giao thông thì còn luật chuyên ngành. Xây nhà thì có luật chuyên ngành nó thực hiện. Năm 25 nhiệm vụ chính chúng ta là tập trung vào đại hội cấp cấp. Thế do vậy là xoay quanh cái trục sang năm mới là chúng ta hầu như là kiểm tra giám sát phục vụ đại hội là chính. Thế là do vậy công tác kiểm tra giám sát chúng ta phải có trọng tâm như này. Đề nghị là Ủy ban kiểm tra các ủy là tăng cường cái giám sát thường xuyên, chủ động nắm tình hình cơ sở. Mà đặc biệt trong giai đoạn quý tư này và năm 2025 thì cái giám sát thường xuyên phải đặt lên hàng đầu. Và cái nắm tình hình cơ sở là phải hàng đầu tiên. Nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra của Đảng, chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của người cán bộ kiểm tra với tinh thần là tuyệt đối trung thành với Đảng, tận tụy với nhiệm vụ, trung thực, liêm khiết, đoàn kết kỷ luật và quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Sáng nay, Ban chỉ đạo diễn tập huyện Phù Cừ bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ. Tới dự có đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sau 3 ngày diễn tập với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc nên đạt được mục đích yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang thiết bị. Các lực lượng tham gia đều nắm chắc yêu cầu nhiệm vụ, hiểu sâu và tổ chức triển khai thực hiện sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả. Các tình huống đặt ra sát với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan đơn vị. Trong diễn tập vận hành cơ chế diễn ra đúng thời gian, chương trình, nội dung phù hợp, ngắn gọn,
phần diễn tập thực binh được đảm bảo phương án, lực lượng, phương tiện vũ khí trang bị đồng bộ. Hành động của các lực lượng thể hiện trình độ huấn luyện, tính nghiệp vụ cao, sát thực tế. Chiều nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch để thảo luận, thống nhất, dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các ngành có liên quan. Dự kiến kỳ họp sẽ xem xét đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024, quyết định mục tiêu nhiệm vụ giải pháp và thông qua một số nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách, đầu tư công năm 2025 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền. Kỳ họp dự kiến trong 2,5 ngày, từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 12 năm 2024. Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh diễn ra từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 11. Các phiên họp tại hội trường sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Thị Tuyết Hương yêu cầu các cơ quan đơn vị tập trung rà soát phân công công việc cụ thể, bảo đảm đúng tiến độ. Các cơ quan chuyên môn hoàn tất các tờ trình, báo cáo phục vụ kỳ họp. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh chuẩn bị tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đặc biệt, tổng hợp các ý kiến cử tri kiến nghị nhiều lần để trả lời, chuẩn bị tốt báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri tại các hội nghị tiếp xúc. Chiều nay tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng có buổi làm việc trao đổi kinh nghiệm trong công tác cải cách hành chính với Trung tâm Hành chính công tỉnh Hưng Yên. Trong những năm qua, công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được Ủy ban Nhân dân tỉnh quan tâm. Đến nay, trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh đã cung cấp 1.687 thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho các sở ban ngành và Ủy ban Nhân dân cấp huyện, Ủy ban Nhân dân cấp xã đã tích hợp 1.186 thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia. Chỉ số PA Index năm 2023 xếp thứ 26 trên 63 tỉnh thành. Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước CPAT xếp thứ 7 trên 63 tỉnh thành. Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công PAPI năm 2023 xếp thứ 12 trên 63 tỉnh thành. Chỉ số năng lực cạnh tranh PCI năm 2023 xếp thứ 12 trên 63 tỉnh thành. Thành phố Đà Nẵng là một trong những tỉnh thành phố thực hiện cải cách hành chính hiệu quả. Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp luôn đứng top đầu của cả nước. Các đại biểu của đoàn công tác Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử hiệu quả và an toàn. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 sẽ tạo ra môi trường giáo dục số, ngành giáo dục và đào tạo huyện Văn Lâm đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học, quản lý giáo dục và quản trị nhà trường. Bằng các phương pháp trực quan có hỗ trợ của hệ thống máy tính đã giúp học sinh thêm hứng khởi trong các môn học. Bên cạnh đó, các trường chủ động soạn giảng giáo án điện tử, thiết kế các bài dạy có ứng dụng công nghệ thông tin. Các nhà trường xây dựng kho học liệu chung như bài giảng điện tử, bài giảng e-learning giúp học sinh tham khảo khi học ở nhà. Cùng hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin và công tác quản lý giảng dạy và học tập, Phòng Giáo dục Đào tạo chỉ đạo các trường áp dụng giải pháp không thu tiền mặt trong các khoản thu chi, qua đó tạo sự minh bạch công khai, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số. Đến nay thì 100% các trường học đã được trang bị chữ ký số, các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin. Trong thời gian tới thì Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Lâm tiếp tục đầu tư trang thiết bị phục vụ cho chuyển đổi số. Trong đó tập trung thực hiện chuyển đổi số trong quản lý kết quả học tập và rèn luyện của học sinh. Từ nhận thức đến hành động, ngành giáo dục đào tạo huyện Văn Lâm đã và đang tạo chuyển biến rõ nét hướng tới xây dựng nền giáo dục số hiện đại, đáp ứng kịp xu hướng phát triển của xã hội hiện đại. Sáng nay tại huyện Yên Mỹ, công ty cổ phần thực phẩm Omeli tổ chức sự kiện kết lộc đón xuân 2025 với sự tham gia của hơn 200 nhà phân phối, đại lý, cửa hàng và các khách hàng tiêu biểu của công ty trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Công ty cổ phần thực phẩm Omeli hiện cung cấp gần 200 sản phẩm cho 63 tỉnh thành trong cả nước, với độ bao phủ hơn 100.000 điểm bán và xuất khẩu tới hơn 20 quốc gia. Vừa qua, thương hiệu bánh Omeli vinh dự giành được giải thưởng cao quý thương hiệu quốc gia Việt Nam. Đây là thành quả phấn đấu bền bỉ không ngừng vươn lên nhằm đem đến cho người tiêu dùng những sản phẩm bánh kẹo mang hương vị đặc trưng, hàm lượng dinh dưỡng cao, mẫu mã sang trọng,
Đến nay, nhãn hàng Omeli đã giữ vững lòng tin của khách hàng, từng bước khẳng định vị thế thương hiệu bánh kẹo uy tín hàng đầu tại Việt Nam và tiến nhanh ra thị trường quốc tế. Nhân dịp này, nhãn hàng bánh kẹo Omeli tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng với nhiều giải thưởng phần quà có giá trị dành cho các khách hàng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Nhân kỷ niệm 20 năm Viettel kinh doanh dịch vụ di động 15 tháng 10 năm 2004, 15 tháng 10 năm 2024, Viettel Hưng Yên vừa khai trương mạng di động 5G tại Hưng Yên. 5G là thế hệ thứ 5 của công nghệ di động không dây, có đặc tính tốc độ cao, độ trễ thấp, có khả năng kết nối nhiều thiết bị hơn các công nghệ khác từ 10 tới 100 lần. Hiện nay tại Hưng Yên, Viettel đã lắp đặt và đưa vào vận hành chính thức 37 trạm 5G. Việc phủ sóng 5G sẽ thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Nhân dịp này, Viettel triển khai chương trình tặng quà trong tháng 10 năm 2024 với 200.000 ưu đãi gồm sản phẩm công nghệ, dịch vụ giải trí, mua sắm. Thời gian qua, phong trào xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu được cán bộ và nhân dân trong huyện Khói Châu chung sức đồng lòng thực hiện với nhiều mô hình, cách làm hiệu quả. Năm 2024, huyện phấn đấu có thêm 11 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu được công nhận vào cuối năm nay. Toàn huyện Khói Châu có 23 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Vừa qua, huyện đã hoàn thành thẩm định 11 khu dân cư mới tại 9 trên 25 xã của huyện, hướng đến mục tiêu hết năm 2024, 100% các xã đều có khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Bằng sự quyết tâm của bộ máy chính trị cơ sở, sự đồng lòng ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, các khu dân cư thẩm định đều đạt các tiêu chí đề ra như quản lý khu dân cư, hạ tầng cơ sở khang trang đồng bộ, chăm sóc sức khỏe nhân dân toàn diện, văn hóa gắn kết cộng đồng, môi trường cảnh quan sạch đẹp và người dân hài lòng cao với quá trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương. Tiêu biểu như tại khu dân cư Bãi Sậy 2, Dương Trạch, Bình Dân của xã Tân Dân, khu dân cư An Bình, xã Dân Tiến, khu dân cư Hương Quất 1, xã Thành Công. Qua phong trào xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại Khói Châu, khiến cho diện mạo nông thôn, đời sống nhân dân nơi đây không ngừng được khởi sắc, tạo tiền đề vững chắc để các địa phương tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí, sớm đẩy nhanh tiến độ xã nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới. Sử dụng hiệu quả nguồn vốn từ đấu giá đất giãn dân, đầu tư xây dựng có chọn lọc, phù hợp với lợi ích của số đông nhân dân. Tất cả những yếu tố này đã giúp xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi có những diện mạo mới trong những năm gần đây. Năm học này, điểm trường Nam Trì của trường mầm non xã Đặng Lễ được đưa vào sử dụng, tổng kinh phí đầu tư hoàn toàn từ nguồn vốn đấu giá đất giãn dân tại địa phương. 8 phòng học mới có diện tích theo đúng quy định, có phòng vệ sinh khép kín, được trang bị đầy đủ thiết bị đồ dùng phục vụ học tập và sinh hoạt của trẻ. Khi được Ủy ban Nhân dân xã Đặng Lễ đầu tư cơ sở vật chất xây dựng cho khu Nam Trì trường mầm non mới thì phụ huynh rất là yên tâm khi mà gửi cháu đến trường ạ. Và các cô giáo cũng là phấn khởi khi được làm việc trong cái môi trường sạch sẽ. Có hai hộ thuộc từ năm 2021 đến nay, xã Đặng Lễ đã triển khai hai dự án đất giãn dân với diện tích khoảng 1,8 hectare. Sau khi đấu giá, ngân sách địa phương thu được khoảng 180 tỷ đồng. Ngoài các nguồn trích lại cho huyện và trả cho đơn vị thi công hạ tầng, nguồn vốn còn lại được xã phân bổ kinh phí để xây dựng các công trình công cộng phục vụ dân sinh. Đến nay, xã đã đầu tư xây dựng và trang bị nội thất các nhà văn hóa cho tất cả các thôn. 100% đường giao thông nông thôn được bê tông hóa. Cả 3 cấp học, mầm non, tiểu học và trung học cơ sở đều đang được đầu tư xây dựng phòng học, phòng bộ môn, công trình, vệ sinh, nước sạch. Qua đó, giúp cho xã Đặng Lễ đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao năm 2021. Thời điểm hiện tại, xã đang tiếp tục triển khai xây dựng trụ sở công an xã, mở rộng một số sân chơi thể thao tại các khu dân cư, từ đó góp phần thay đổi diện mạo nông thôn. Rất là ủng hộ và đồng tình với cái chủ trương đấu giá đất để xây dựng nông thôn mới. Người dân để được hưởng lợi, sang trang, đổi mới, tất cả công trình từ xã đến thôn đã đều được thay da đổi thịt. Chúng tôi đã tổ chức tuyên truyền tốt, quy hoạch tốt và làm theo trình tự thủ tục kế hoạch đầu tư công và có kế hoạch đầu tư hàng năm thì tập trung ưu tiên cho xây dựng hạ tầng cơ sở, ưu tiên các cái công trình đang thi công và tập trung cao cho các công trình phúc lợi như các trường học, trạm y tế và các cái tuyến đường giao thông. Hiện tại, xã Đặng Lễ đang triển khai xây dựng hạ tầng, tiếp tục đấu giá khu đất giãn dân rộng 1,4 hectare tại thôn Đới Khê. Trong đó, xã địa phương cũng xác định phải tính toán sử dụng nguồn vốn này hợp lý, hiệu quả để xây dựng Đặng Lễ trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu. Thưa quý vị các bạn,
Những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên hình thành khá nhiều khu đô thị mới, tòa nhà chung cư với quy mô, số lượng dân cư lớn. Điều này không chỉ giúp giải quyết nhu cầu về nhà ở cho người dân mà còn mang đến một sự thay đổi tích cực cho diện mạo đô thị của tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, công tác quản lý dân cư, quản lý hành chính đang nảy sinh nhiều bất cập cần tháo gỡ. Có thể nói, bên cạnh những diện mạo mới và tạo ra những hiệu ứng tích cực trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, thì công tác quản lý cư dân ở những khu vực này đang thật sự bị bỏ ngỏ. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân xã Xuân Quan, đến thời điểm này trên địa bàn xã có 7 tòa nhà chung cư với 15 tháp, cao từ 18 đến 28 tầng, cùng với đó khoảng 10.000 cư dân sinh sống. Trong khi đó, dân bản xứ ở Xuân Quan chỉ có khoảng 6.000 người. Theo đại diện lãnh đạo xã thì hiện nay, ngoài việc nắm bắt và quản lý số nhân khẩu gặp khó khăn, một vấn đề nữa đang diễn ra khá phức tạp, đó là cư dân của khu đô thị không có sự kết nối với cộng đồng xung quanh nên đã tạo ra một địa bàn độc lập, nhưng chính quyền vẫn phải quản lý về mặt hành chính. Khu dân cư ở thôn ở xóm thì có hệ thống chính trị, với nhà chung cư và tòa nhà chung cư thì lại hoàn toàn trái ngược với dân cư ở nông thôn. Cư dân là thường là ở các địa phương khác về sinh sống. Cái mà vấn đề mấu chốt đó là sự gắn kết giữa các cư dân với nhau thì nó không được gắn kết như là ở thôn ở xóm. Theo luật nhà ở, các nhà chung cư có từ 20 căn hộ trở lên phải thành lập ban quản trị để quản lý, vận hành, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương trong việc quản lý dân cư, giữ gìn an ninh trật tự. Tuy nhiên hiện nay, ở một số tòa nhà chung cư ở huyện Văn Giang đang xảy ra những bất đồng giữa ban quản trị nhà chung cư và các cư dân, dẫn đến việc khiếu nại kéo dài trong thời gian qua. Với tỉnh Hưng Yên, đây lại là vấn đề đáng quan tâm và trên thực tế còn đang thật sự bế tắc. Đặc biệt là ở đây là cũng chưa hình thành được các cái tổ chức quần chúng, các cái tổ chức chính trị xã hội nó cũng chưa có, cho nên dẫn đến tình trạng là ban quản trị là hoạt động nó không có một sự giám sát của dân. Chứ nếu mà có các cái tổ chức chính trị xã hội nó như là một cái phường xã thì chắc chắn là nó sẽ tốt hơn. Tình hình là bây giờ nó là rất là căng thẳng giữa cư dân và ban quản trị, thì tôi rất mong muốn là để chính quyền vào cuộc để đảm bảo cho chúng tôi được có cuộc sống yên bình. Chăm dâu đổ tằm cái gì ông ban quản trị, trong khi chức năng nhiệm vụ ông ban quản trị rõ ràng rồi, ông ban quản lý rõ ràng, công ty quản lý vận hành rõ ràng rồi. Ví dụ như ông bảo là thang nó có vấn đề đâu kia lại kêu ban quản trị, ví dụ như mà bảo chuông báo cháy, việc đấy là của đơn vị quản lý vận hành. Những vấn đề hiện nay cư dân phản ánh thì chúng tôi cũng trên cơ sở là các tài liệu mà cư dân cung cấp thôi, chứ còn để mà tìm hiểu khẳng định cái tính xác thực của từng nội dung một thì đối với địa phương là chúng tôi cũng rất khó khăn trong cái việc nắm bắt. Và cư dân mặc dù hiện nay trên địa bàn xã quản lý về mặt hành chính nhưng mà họ sinh hoạt độc lập ở các cái tổ chức. Hiện tại ở các khu đô thị trên địa bàn huyện Văn Giang, sự biến động dân cư rất lớn, thất thường và khó quản lý. Nguyên nhân bắt nguồn từ sự dịch chuyển liên tục của người mua, người bán trong mỗi giao dịch căn hộ ở các tòa nhà cho thuê lại căn hộ. Do vậy, việc quản lý hành chính ở những nơi này vốn phức tạp lại càng thêm khó khăn. Trong thời gian tới đây thì cũng cần phải có những cái giải pháp làm sao cho phù hợp với cái điều kiện thực tiễn trong cái công tác quản lý nhà chung cư. Như hiện nay thì đối với cấp xã chúng tôi thì trong cái công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này thì cũng gặp rất nhiều khó khăn và có những bất cập. Không chỉ có huyện Văn Giang, hiện nay ở thị xã Mỹ Hào, huyện Văn Lâm, Yên Mỹ cũng đang dần hình thành những khu đô thị mới. Ngoài vấn đề nêu trên thì nhiều khu đô thị mới cùng nằm trên địa giới hành chính của các địa bàn khác nhau, cùng lúc chịu sự quản lý hành chính của nhiều chính quyền cơ sở. Thực tế này cũng gây khó khăn cho cả chính quyền, chủ đầu tư và người dân. Và đây cũng là kiến nghị của cử tri tỉnh Hưng Yên sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 được gửi đến Bộ Xây dựng. Từ đầu năm đến nay, Công an thị xã Mỹ Hào đã tiến hành nhiều đợt kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn với các cơ sở có nguy cơ xảy ra cháy nổ, qua đó xử phạt với số tiền hàng tỷ đồng. Các cơ sở đã tiến hành kiểm tra, bao gồm nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn, chung cư, trung tâm thương mại, chợ và các cơ sở karaoke. Các nội dung được kiểm tra là hồ sơ về phòng chống cháy nổ, các thiết bị trang bị cho việc chữa cháy, hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động, quy định tiêu lệnh về phòng cháy, hệ thống ống vòi bể nước, kỹ thuật vận hành chữa cháy, thang thoát hiểm với các nhà cao tầng có kinh doanh dịch vụ hoặc nghỉ trọ. Qua kiểm tra phát hiện một số sai phạm, đề nghị UBND tỉnh xử phạt 16 trường hợp với số tiền trên 1 tỷ đồng và yêu cầu bắt buộc phải hoàn thiện theo quy định.
mức phạt cao nhất với các doanh nghiệp lên tới 80 triệu đồng như công ty trách nhiệm hữu hạn Stream, công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật Thái Hưng Việt Nam, công ty An Phát tại phường Minh Đức, Nhân Hòa và Phùng Chí Kiên. Với các vi phạm như chưa trang bị đầy đủ hoặc các thiết bị đã cũ hư hỏng, không còn đủ điều kiện phòng báo cháy và chưa có cầu thang thoát hiểm. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân thị xã, Công an thị xã và các địa phương xử phạt 114 trường hợp trên 280 triệu đồng. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.